ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì chắc tôi à, mình đi chắc tôi. Trời ơi, chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Ồ, cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì kỳ vậy? Quan điểm nói kỳ quá. Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ ha. Dạ, có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa, tôi cho. Dạ không. Ngoại hình thì không thành vấn đề. Quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi. Đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ hả? Nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không? Trời ơi. Gái chắc ít con này lắm, không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, ca biết hát. Rung quá chị ơi. Hít thở, đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non mông ôm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mây núi cũng lặng lội về thăm. Dạ hết rồi chưa? Hết rồi. Bài ta vui quá, hát sao nó buồn hiu rồi trời. Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì chắc tôi à, mình đi chắc tôi. Trời ơi chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Ồ, cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì kỳ vậy? Quan điểm nói kỳ quá. Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ ha. Dạ, có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa, tôi cho. Dạ không. Ở dơ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy. Bên kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lùi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú có mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Cái gì mà dữ vậy? Ở trời chứ không đến nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người ta ngồi phía sau á, hay than vãn về vấn đề tiền bạc á. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. Gì vậy? Tôi có than vãn. Hàng tháng thì nhiều khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em cũng xài. Mượn gì phải than vãn. Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời đen hơn Huyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em tưởng đâu. Trời thôi, đây người ta đẹp trai, người ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hớt lạ, ta quên giờ mới nhớ đó. Ôi tóc lạ vậy. Thật ra tiệm em kêu hớt cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre ta kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Ừ. Chắc chắn đen ha. Tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Phải cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi là thích mấy người đàn ông vậy lắm á. Đó, bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào quý diễn giả. Em tên Học là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được á. Dạ. Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái em với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được. Cao ráo, đen chắc, giống ý của em. Yeah. Cười cũng dễ thương, cũng dễ gần. Chứ không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi. Trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới luôn. Em chị là nó rất là nghiêm túc, nó là quyết đoán lắm.
như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu, cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ thầy về thể dục mà, thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt mình chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp em có quyền nói trước. Dạ hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á là cao trên 1m50 á. Mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không? Ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh. Nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ 2 tới thứ 6. Đến 7 chủ nhật thì anh dạy có buổi, còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay sao? Năm nay có đám cưới gì không? Dạ hôm nay em có đi coi. Có coi tuổi hợp bằng nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em coi em biết. Ủa em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bằng nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè, 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái ảnh đó. Bạn này là em biết rồi, tuổi tỵ. Dạ, hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. 87 rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn vườn qua vườn lại, vườn qua vườn lại gì nè, được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy. Đầu có chưa chắc à nha, chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái, thầy bói nói gì rồi, nói làm sao? Dạ, thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cong cao mà em không biết phải không. Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng mình thể hiện ơi thầy giáo dạy thể dục. Chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được nhưng mà không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Đã như cho em xếp được tướng bóng để thể hiện là em là không em thật bóng. Sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi xong, mất bóng. Đó, 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 đó. Sao tu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ được. Để đỡ cho em được không? Hay sao em? Dạ thấy thì được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Ảnh tên đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? Anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm được chưa? Vậy đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi đi, người đen thùi lùi. Giống như bạn bạn đen với phấn trắng vậy ha. Không mà nhưng mà hợp đấy. Không bạn gái một cái đi. Sao không sao? Không đờ, đồng ý không ơi quý vị? Nào. Xin chị gái, xin chị gái trước. Có chị gái không xin gì chứ. Cảm nhận sao?
Dạ. Lần lần sao?